Những chiếc hộp đen máy bay đang là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm sau hàng loạt vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Mới nhất là vụ giám đốc điều hành của tập đoàn Total, Christopher de Mazzari, đã thiệt mạng ở Nga. Phi cơ riêng của ông, một chiếc Falcon 50 đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Vnukovo ở Moscow, thì đâm phải một chiếc máy xúc tuyết. Vụ tai nạn đã khiến cả 4 người trên máy bay thiệt mạng. Thiết bị giám sát hành trình bay, còn gọi là hộp đen, là một thiết bị được lắp đặt trên máy bay để ghi lại các hoạt động xảy ra trong suốt chuyến bay. Các máy bay vận tải thương mại có hai loại hộp đen, thường được gắn ở phía sau máy bay, bao gồm CVR, hộp ghi giọng nói trong buồng lái, ghi lại các đoạn đối thoại của phi công, các âm thanh và thông báo phát ra từ buồng lái. FDR, hộp ghi dữ liệu bay, ghi lại hàng loạt các chi tiết kỹ thuật của chuyến bay như độ cao của máy bay, tốc độ, nhiệt độ và đường bay. Tổng độ dài ghi âm của hộp CVR là 2 tiếng đồng hồ. Với hộp FDR, thời gian này là 25 tiếng. Được thiết kế để bảo vệ những dữ liệu đã được ghi, kể cả trong trường hợp máy bay gặp tai nạn, hộp đen có thể chịu được nhiệt độ rất cao khi máy bay bốc cháy hoặc chống thấm nước khi bị chìm ở độ sâu lên tới vài nghìn mét. Hộp đen còn được gắn đèn báo hiệu để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm dưới đáy biển. Cứ mỗi một giây, thiết bị này lại phát ra một tín hiệu và lan ra như một xung động dưới nước kéo dài trong ít nhất 30 ngày.